Bôi nhọ nhân cách của Lisa, anti-fan phải cua gấp xóa bài. Sau khi thông tin Lisa Blackpink có hành động nhận xét tiêu cực về ngoại hình của Jennie Nương Sâm, các anti-fan đã bị cộng đồng fan Thái dọa kiện. Show Sống Còn Thanh Xuân Có Bạn mùa 3 đang nhận được nhiều sự chú ý với sự trở lại của Lisa Blackpink trong vai trò cố vấn vũ đạo. Tại đây, cô nàng đã đem những kinh nghiệm của bản thân để truyền tải cho các học trò. Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ nhưng tương tác giữa nữ thần tượng với ekip và dàn thực tập sinh vẫn rất ngọt ngào và dễ thương. Mới đây, các anti-fan Thái Lan thông tin Lisa có hành động nhận xét tiêu cực về ngoại hình của thực tập sinh Lương Sâm. Chuyện sẽ không có gì để bàn nếu như bài đăng này không đạt tới gần 100.000 lượt retweet. Ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hình tượng của em út Blackpink tại quê nhà. Chuyện là trong show ghi hình, Lisa có bày tỏ sự tò mò với da đầu bóng loáng của Lương Sâm. Xin lỗi bạn, tôi không biết tôi hỏi thế này có phù hợp hay không, nhưng tôi rất tò mò. Bạn có make up gì cho da đầu không vậy? Trông nó rất là sáng loáng, mịn như một làn da hoàn hảo. Lương Sâm đã giải đáp một cách vui vẻ về thắc mắc của Lisa, không khí trường quay rất dễ chịu và cởi mở. Sau khi biết rõ về mái tóc của Lương Sâm, nữ idol ngay lập tức xin lỗi. Đáp lại, Lương Sâm thân thiện nói không sao ạ, huấn luyện viên nói vậy xa cách quá. Cuộc trò chuyện giữa Lisa và học trò leo lên top thịnh hành Weibo. Phần lớn cộng đồng mạng chung đều nhận xét Lisa rất đáng yêu và thân thiện. Chính vì vậy, bài đăng của anti-fan đã nhận về vô số bình luận ném đá và không đồng tình. Cho rằng anti-fan đang bôi nhọ nhân cách của Lisa, cộng đồng Blink tại Thái Lan đã dọa sẽ đâm đơn kiện để đòi lại công bằng cho thần tượng. Trước phản ứng dữ dội từ Blink, những tài khoản này buộc phải xóa bài và gửi lời xin lỗi tới cô nàng. Tin tức nói trên được một số trang báo mạng và đài radio Thái Lan đề cập đến trong bản tin. Phần lớn dư luận đều hết sức phẫn nộ trước hành vi xuyên tạc lời nói và đổ lỗi vô cớ của anti-fan đối với một nghệ sĩ quốc tế có hình ảnh đẹp như Lisa. Được biết kể từ khi ra mắt tới nay, em út Blackpink luôn được ví là công chúa Thái Lan vì tình yêu khổng lồ của truyền thông và công chúng quê nhà dành cho cô nàng. Vậy nên không dễ gì một vài cá nhân có thể hủy hoại hình ảnh của Lisa bằng những tin đồn vốn dĩ đã không có thật. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!